Hello everyone, here's the fresh bite. The purple. Black? Monica Crab. Mọi người ơi, đây là loại nho gì đặc biệt quá vậy? Mà trái nó nhỏ quá hả, không có to. Mi cũng có thể, Mi cũng đã trồng nho rồi, nhưng mà hả, phải phải biết cách trồng nha, phải biết làm cái vàng á, để cho nó mọc, chứ không có mọc tùm lum tà la. Nó không, nó mà phải tỉa nữa, như lá này nè. Người ta trồng nho, người ta phải biết cách trồng tỉa cho nó đẹp, với lại cho cái tán nó to. Mi trồng một lần rồi nó ra một bụi, trời ơi quá trời dơ. Trái thì nhỏ xíu, như trái trứng cá nhỏ xíu xíu. Mình thôi đi ra ngoài tiệm mua, mình chỉ trồng những cây nào mà mình đi ra ngoài tiệm mua nó mắc thì mình mới trồng thôi, chứ mấy cái này cũng rẻ, nho 2 đồng tính cũng 1-2. Thank you for watching, please subscribe. Cái loại nho này nó có cái tên đó mọi người. Những cái lá nho này nè, mình gói, mình cuốn lại, mình làm giống như là phải lấy lá bắp cải, cũng ngon lắm, ăn rất chua. Cái kia là cái gì vậy? Mấy cây này của Mỹ, mình có mua mấy cây mà mận gì á, nectarine gì mà chắc phải nướng người vậy nè. Gardener họ bỏ xuống gốc đó để cho nó mọc trái cây. Còn mấy cây này á mọi người phải cái fish này Mi cũng thích lắm nha. Không biết ngọt không? Very good quality canning fish. Mi like fish đó mà họ trồng quái cũng không có mọc. Thôi để mình đi mua về ăn. Cái kia là nectarine. Nectarine biết chuyện nhiều lắm. Cái này cái gì đây? Gì đây? Red nectarine. Nectarine nhiều lắm. Ở sao đây Mỹ nó trồng nó thích ăn nectarine quá. Cái gì đấy? Cái mận hả? Honey. Honey nectarine. Họ nó thích, thích cây, nó thích cái cây Mỹ nó thích cái nectarine, cái peach nha. Ủa? July snow peach. Cái peach nó có hai màu, màu vàng và màu đỏ. Màu đỏ peach màu vàng á, ngọt hơn peach màu đỏ. Peach màu đỏ Mi thích ăn peach lắm, nhưng mà ở trồng là không được. Chanh Mỹ nó cũng thích trồng chanh lắm nha mọi người, nó thơm. Thank you for watching, please subscribe. Đây là trái cây. Từ 50 đồng một chậu đó. Không biết có ngọt không, trong này 5 năm five year later hoặc fresh. Thank you for watching, please subscribe.